Just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in. Mình chia sẻ với chị em như một cái set vest màu be nâu nhé, kết hợp với một em áo cổ sam vặt cửa vặt nơ ở bên trong tông màu vàng. Chất liệu áo thì áo sơ mi thì nó là chất liệu tơ rất là mềm, tơ mềm mại và không quá mỏng manh. Cái dáng cà vạt như này chị em mình có thể mặc với bất kỳ cái áo vest bên ngoài dáng nào, kể cả là cổ chữ ca, cổ be ngóc hay là dọn cổ sam như này, bên trong nó là nơ cà vạt sam. Khi mình sơ vin thì giữa áo tông áo và cái cà vạt nhìn nó rất là phù hợp với lại cái dáng áo khi mà mình phanh, kể cả khi mình cài thì cũng rất ok ạ. Cái form áo vest nhé, cổ sam nhìn rất mềm mại và nữ tính, rất là phù hợp với chị em công sở. Dáng áo và cái chân kết hợp với chân váy dập ly. Dáng áo chiều dài nó tầm khoảng ngang quả mông của mình, để khi mình mặc nó khoe toàn bộ cái phần vòng mông và nó đủ để che vòng bụng của chị em mình nhé. Cái bụng bên dưới của mình nó hơi có một chút khuyết điểm thì nó cũng che rất là tốt ạ. Chất liệu là trượt thàm rất là mềm mại, co giãn rất tốt, ôm rất là gọn và cử động thoải mái. Đây là khi mình cài mềm nã, mềm mại nữ tính, cử động vô cùng thoải mái. Tay là tay lỡ, luôn luôn ở trạng thái này ạ, nên là chị em mình mặc thì nó sẽ không luộm thuộm, nó rất là gọn, cử động rất là thoải mái luôn ạ. Cổ sam rất là xinh yêu. Những cái cổ này ấy, thì nó phù hợp với những chị em mà tất cả những người nào có cái cổ cao mình không nói, mà mình sẽ nói lưu ý mạnh với những người mà có cái cổ đầy và bị dày, thì những cổ này khi mình mặc lên ấy, cái cổ sam có V này làm cho cổ mình sẽ cao và dài hơn một chút. Những chị em mình tự tin mặc nhé, với cái dáng cổ này thì bất kỳ ai cũng mặc được. Cái màu này là bên ngoài, cái bên trong thì tương đối là tương đồng về màu sắc. Đấy, nó là màu nâu be nhé, ánh hơi vàng vàng, nên cái tông này rất là tôn da, dễ mặc và dễ phối đồ, rất là dễ phối đồ. Màu sắc bên trong dễ phối ạ. Chị em nào thích cài thì có thể cài như thế này. Nếu mà thích phanh thì chị em mình phanh ra như thế này. Nhìn cũng rất là mềm mại.